có anh và em, còn ai nữa, anh đã yêu nhau trong cuộc đời. Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony Lee Houston. Thì trước mặt Tony thì mình tiếp tục cái cuộc hành trình là review nhà và chia sẻ với bà con, cô chú bác, anh chị vòng quanh nước Mỹ, để lỡ cô chú bác nào có nhu cầu xuống đây định cư thì biết những cái thông tin về nhà cửa các bạn ha. Tại vì hiện tại bây giờ thì nhà ở thành phố Houston thì nó rất là hiếm và nó lên giá hàng tuần nữa các bạn. Hàng ngày thì mình nói quá đáng chứ nó hàng tuần nữa các bạn nha. Thì đây, trước mặt của mình sẽ là một căn nhà. Tôi này sẽ cho các bạn xem chung quanh cái khu nhà trước rồi mình sẽ đi vào bên trong căn nhà đó. Và tôi này sẽ nói tút tùn tụt giá cả, bao nhiêu square feet, thế má bao nhiêu hết cho các bạn ha. Rồi các bạn ơi, các bạn à, đây là một cái video mang tính chất là tham khảo, chia sẻ cũng như là mong các bạn bình luận, chia sẻ ý kiến của các bạn luôn. Nói tóm lại như vậy, đây sau lưng của Tony. Sau lưng của Tony là một căn nhà. Căn nhà này hiện tại bây giờ là mới vừa build xong, trị giá là giá bán là 365.000 đô la. Nhưng mà nếu Tony mua là sẽ được bớt 20.000, tại vì realtor, người builder á quen, thành ra tùm lum thứ discount, cho nên được bớt khoảng 20.000, thành ra còn lại 345.000. Thì đây Tony sẽ vào bên trong đó và mình sẽ mở cửa ra và mình sẽ cùng nhau tham khảo với nhà này. Thì bây giờ trong thời gian đi vào mở cửa thì Tony sẽ chia sẻ với các bạn luôn. Cái nhà này thì nó 2.100 square feet, nó nằm trên mảnh đất là gần 9.000 square feet. Nó có tổng cộng 4 phòng và 2 phòng rưỡi tắm, có patio, có tùm lum thứ hết. Thôi vô trọng đi rồi mình biết các bạn ha. Các bạn xem và các bạn bình luận bên dưới để cho Tony biết ý kiến là nhà này có nên mua hay không, cũng như là đẹp hay xấu, hay là rẻ hay mắc các bạn ha. Rồi trước khi đi vào bên trong thì đây các bạn nhìn kỹ nha. Đây đúng không? Rồi đây, everybody nhìn chắc là tưởng đâu là gỗ đúng không? Xi măng các bạn nha. Cái này là xi măng, đây gõ nè, gõ nha. Đó các bạn không? Cái này không phải là gỗ các bạn. Người ta làm theo cái dạng nhìn giống như gỗ thôi, nhưng mà nó là xi măng. Đó, nó là giống như cái này nè các bạn. Đó. Nó bảo hành 50 năm các bạn nha. Bảo hành 50 năm. Đây, bảo hành 50 năm. Đây, nó là cái này nè các bạn. Đó, nó là xi măng đó, nhưng mà người ta làm cho nhìn giống như gỗ thôi, tại vì cái này là cái đời mới đó các bạn. Cho nên người ta nhìn người ta làm vậy chẳng nhìn cho đẹp đẹp đó các bạn ha. Đây. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong. Mình sẽ đi vào bên trong. Đây là cái cửa đi ra đi vào. Cái cửa này là mình có thể dùng coi như là giống như cửa điện tử đó các bạn. Đây. Cái cửa này là cửa đời mới đó. Các bạn có thể download cái app vô trong cái phone rồi các bạn nha. Mở bằng app trên điện thoại luôn. Đó, thấy chưa, sướng chưa? Cửa này hình như nghe nói trên cái giá trong cái giấy tờ nhà là 1.700 đô la cái cửa này nè các bạn. Rồi bây giờ mình đứng ngay cái cửa ha. Đây là cái hallway. Đây ở dưới này là cũng là gạch nha các bạn nha. Nó làm giống như gỗ nhưng mà không phải gỗ. Nó làm giống như gỗ nhưng mà không phải là gỗ mà là gạch các bạn ha. Rồi đây cái hallway sáng sủa đẹp đẽ rộng rãi đúng không? Rồi mình quẹo qua bên tay trái, vừa đi vô là mình sẽ thấy cái restroom công cộng, một cái full bathroom. Rồi full bathroom các bạn ha, đầy đủ. Hello các bạn, bình luận bên dưới cho ý kiến coi Tony có nên mua và mắc hay rẻ hay sao các bạn ha. Rồi cái trần nhà 9 feet các bạn nha, 9 feet cao lắm, cao ráo. Rồi đây thì bắt đầu kế bên là có một cái phòng ngủ. Phòng ngủ các bạn ha. Phòng ngủ này thì nó cũng rất là bự. Closet nó cũng là cái size ok, không đến nỗi tệ. Rồi đó, cái đó là cái phòng ngủ ngay chỗ trước cửa nhà mình nhìn ra bên ngoài. Rồi, xe của tôi này đậu bên ngoài. Đó, cái nhà đối diện đang kêu bán đó các bạn. Cái nhà đó thì nó có 1.700 square feet, là nó nhỏ hơn cái nhà tôi này đang đứng, thì nó rẻ hơn. Rồi kế bên thì lại thêm một cái phòng ngủ nữa. Đây là phòng ngủ thứ hai các bạn ha. Rồi cái này thì có cửa sổ nhìn ra bên hông. Đó thì nó cũng có cái closet.
bự cho bá lửa. Rồi thế là hai phòng ngủ với một cái bathroom ha. Rồi mới vừa đi vô là gặp vậy rồi đúng không, mình bắt cấp ra mình đi tiếp, đi tiếp tới đây thì các bạn quẹo qua bên tay phải, tay phải là bên này, thì đây là cái cửa gara đây các bạn, gara các bạn ha. Đâu rồi, đây này các bạn, gara hai xe ha, sạch sẽ gọn gàng các bạn thấy không, tự động luôn các bạn ha, gara nó gắn sẵn cho mình tự động hết rồi. Nó tóm lại thì nhà đời mới giờ là nó gắn sẵn cho mình hết. Ngày xưa tôi này mua cái nhà kia 8 năm về trước thì tôi này phải tự kêu người lại gắn cái tự động đó đó các bạn, còn bây giờ thì mình có sẵn hết rồi. Rồi gara thế là xong, thì gara xong thì khi mà các bạn đậu xe các bạn đi vào thì các bạn sẽ gặp cái phòng nó gọi là phòng study room. Nhưng mà trước khi các bạn vào study room thì các bạn sẽ thấy một cái closet để mình máng áo lạnh này kia rồi nè các bạn, là cái closet máng áo lạnh. Các bạn nhìn cái sàn đẹp quá ha, tưởng như gỗ nhưng mà thật sự nó không phải gỗ các bạn nha, là gạch ha. Rồi đây là cái phòng các bạn có thể làm phòng thờ phượng hay là phòng làm việc, làm YouTube hay sao sao nữa. Nhưng mà đây các bạn có thể turn in một cái gọi là phòng ngủ luôn, tại vì nó có closet đó, thấy chưa. À rồi nó có cửa nè các bạn, cửa đôi các bạn ha, cửa đôi đầy đủ nha. Dạ đây cửa đôi đầy đủ. Dạ rồi thế là xong. Rồi bắt đầu ở kế bên đây thì nó có phân nửa cái bát, tức là cái chỗ này là mình có thể đi ị rửa mặt, rửa mày, súc miệng, rửa mặt, nhưng mà không có chỗ tắm thôi, tức là cái này là hép hép bát. Rồi thế là xong. Đầu cái mình đi qua bên đây, đây các bạn nhìn nè, cái phòng giặt đồ kìa, các bạn nhìn thấy cái phòng giặt đồ rồi các bạn té ngửa chưa, nó thâm thẳm chiều trôi đó, nó có cửa sổ luôn, lỡ mà các bạn sấy nó nóng quá thì các bạn có thể mở cửa sổ lên. Đây thì ở đây các bạn có thể để một cái tủ lạnh hoặc là một cái freezer, tại nó bự quá đúng không. Đây máy giặt máy sấy, thì nhà này mình mua thì nó để máy giặt máy sấy vô cho tôi này luôn, máng xối, máy giặt máy sấy, tủ lạnh nó để hết cho tôi này. Thố đồ lại là 345.000, 2.001 square feet. Rồi cái này là cái phòng giặt đồ, các bạn thấy nó bự chà bá lửa chưa, quá chà bự đúng không. Rồi sau khi phòng giặt đồ ra, bắt đầu mình sẽ đi vào tiếp tục. Đây đây là nhà bếp. À nhà bếp quá đẹp đúng không các bạn. Thì cái tủ lạnh nó sẽ nằm ngay đây, nó sẽ đưa cho Tony cái tủ lạnh 25 cubic bự chản chà bá lửa, máy giặt máy sấy và máng xối chung quanh nhà luôn. À, nó cộng hết vô trong cái nhà này luôn đó các bạn. À thấy chưa, là 345.000, 365 nhưng mà nó bớt 20. Đây quá bự các bạn ơi, đèn đốm đâu, trời ơi quá đã các bạn ơi, bự chản chà bá lửa đây. Đây rồi, đây là cái bếp hiệu Whirlpool không các bạn ha. Đây là cái microwave là nó gắn sẵn cho mình luôn. Đây quá đẹp, bếp nút. Rồi bên này là máy rửa chén sẵn luôn, hiệu Whirlpool các bạn ha, tủ lạnh cũng hiệu Whirlpool luôn. Rồi rồi máy giặt máy sấy cũng hiệu Whirlpool luôn đó. Đây xin nước chảy đầy đủ nè, nước chảy đá mòn, cái này nước chảy sắt mòn. Rồi thì bây giờ mình đang đứng ngay chỗ cái bếp nè các bạn, thì kế bên cái bếp nó sẽ là các bạn sẽ để một cái bàn ăn, cái bàn ăn gia đình nó bàn cơm nữa. Rồi rồi kế bên đó là các bạn sẽ để tivi, tivi sofa đó, đại khái là cái phòng khách là ngay đó đó các bạn. Cái nhà này nó gần gần giống như cái nhà mà tôi đi đang ở, tức là cái kiến trúc của nó nó y hệt như vậy đó các bạn. Bởi vì tại sao bà xã của tôi này thích là vậy. Rồi đây thấy chưa, đó phòng khách độ bển ha. Rồi bắt đầu mình sẽ đi vào khám phá cái phòng bự chảng, cái phòng mà bự nhất trong cái nhà này, đó là phòng master bedroom. Rồi thì đây là cái chỗ mà các bạn để tivi, đầu máy, sofa ha. Chút xíu mình đi ra khám phá ở ngoài patio với sân sau các bạn nha. Đây đây là cái phòng master, phòng master rất là bự các bạn, cửa sổ quá đẹp luôn, bao la bát ngát, màn đồ gì là người ta gắn sẵn cho mình hết các bạn nha. Mua nhà này là các bạn chỉ dọn đồ vô ở thôi, với giường vô ngủ thôi, ngoài ra các bạn không làm gì hết, ta để sẵn cho mình hết đó. Đây đây là cái master bedroom. Rồi đây bự chà bá lửa, các bạn có thể để hai cái miếng nệm, nếu con của các bạn không muốn ngủ riêng giống như Tony thì Tony phải để hai miếng nệm để cho nguyên đại gia đình chui vô một cái phòng này. Rồi sau khi mình kiểm tra xong thì mình sẽ đi vào cái này. Đây
các bạn, bự chảng ha. Đây là nó dính liền với cái phòng master bedroom đó các bạn, hai sinh ha, để cho hai người cùng nhau xúc miệng rửa mặt. Đây là cái phòng tắm đứng, đẹp quá các bạn ha. Đây đó, thì cái kiểu này nó cũng gần gần giống như cái nhà của Tony đang ở, nhưng mà đặc biệt cái nó khác hơn là tại vì cái này nó có chỗ ngồi nè các bạn. À, các bạn đứng hoặc các bạn mỗi chân thì các bạn ngồi đó, thấy chưa. Rồi kế bên là cái phòng tắm nằm à, và đó là cái cửa sổ giả. Cái cửa sổ chủ yếu là lấy ánh sáng thôi chứ không, mình không có mở được các bạn ha. Rồi đây quá đẹp đúng không. Và bây giờ mình sẽ đi vào closet. Đây các bạn nhìn cái closet này giống như closet của Ngọc Trinh không, quá bự bao la bát ngát, walk in closet là các bạn quá đã ha. Chút xíu nữa Tony nói với các bạn cái căn nhà này nó có một cái khác biệt trong cái khu vực này. Rồi đây, rồi trong này thì các bạn ị ha, ị thì các bạn phải chui vô đây ị mình các bạn à, thấy chưa, không ai dòm ngó, không ai làm gì hết à. Đó. Các bạn ơi, các bạn à, cái nhà này á, nó đặc biệt hơn những cái căn nhà chung quanh đây là như thế này. Cái người salesman á, nói với tôi này là tất cả những cái nhà trong này nó nằm trên cái mảnh đất khoảng 6.000 square feet là cùng à. Cao lắm là 6.000 square feet. Nhưng mà đặc biệt cái nhà này là nó nằm trên mảnh đất gần 9.000 square feet. Tức là nhà này nó sẽ cách xa nhà hàng xóm xa hơn, nó không gần nhà hàng xóm hơn như, giống như những cái căn nhà khác. Rồi nó có mảnh đất rộng hơn, giường tượng đồ rộng hơn đó, nó tóm lại là như vậy đó. Bây giờ mình đi ra ngoài sau mình khám phá sân sau và patio của bạn ha. Các bạn ơi, các bạn à, sau khi xem cái video tôi đi chia sẻ về nhà thì các bạn cho mình bình luận, suy nghĩ và chia sẻ ý kiến của các bạn xem coi tôi này có nên mua nhà này hay là không, giá cả nó có hợp lệ hay là không, cũng như là nhà nó đẹp hay là xấu các bạn ha. Tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem nha. Rồi chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thứ hai an lành mạnh khỏe, và hy vọng là Tony sẽ có duyên với cái căn nhà này. Căn nhà này thì nó tốt lợi thì không còn chỗ nào để chê, nhưng mà bây giờ thì mình chỉ còn là có dám cầm cái viết lên để ký tên mua hay là thôi đó các bạn. Đó, cái đó mới là cái mà quyết định cuối cùng đó các bạn ha. Tony sẽ chờ đợi đọc những cái bình luận của các bạn để mà Tony có thể nghe những cái ý kiến, những cái chia sẻ để mà Tony có thể quyết định. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.